được. Rồi hai đôi đuổi. Thank you.
móng tay hơi dài một chút. Nhưng mà bây giờ quen thì móng tay này rồi, khi mà mình cắt ngắn đi thì mình sẽ không quen tay. Cô chua ngọt.
siêu rồi. Chính là cái nước mà mình uống hàng ngày. Bây giờ không có nước ngọt này,
sao cảm giác lên livestream lên hình ấy, mặt mình có bị dài không?